Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 693 của shop em nha. Và hôm nay thì có cả cần máy nè, phụ kiện, lưỡi câu và có cả vài cái nón hàng bãi để các anh đi câu cá nha. Và cần thì hôm nay em có cần 2 khúc 3 khúc nè. Cái này là hàng dây trong lên khoen. Các anh có thể câu ngâm, lăn xê, câu sông hồ được nha. Hôm nay em có 4 cây và một cây cần 4 khúc dòng Fly, rất là nhỏ gọn luôn, cần Fly 4 khúc để các anh câu suối ạ. Hai con máy, một con máy Dawa Tournament và một con máy dòng Twin các anh, Twin 4000 XG. Còn bên tay phải em thì rất là nhiều cần ISO nha, từ khoen nhỏ cho đến khoen lớn. Hôm nay thì có một cây ISO NFT này. Dòng này đẹp nha các anh, 36 cứng 30. 36 cứng 30 nha, một cây duy nhất trong video hôm nay ạ. Và hai cây cần súp độ cứng xếp, có một cây của Dawa và một cây Shimano nha các anh. Hai cây cần lục xếp để các anh câu lục xa bờ nha. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000, còn đơn máy là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghim trên góc màn hình là 0933 111 365 ạ. Đầu tiên sẽ một cây cần tay nha các anh. Cần tay Hirabuna. Cái này là hàng Korea xuất Nhật ạ. Made in Korea nè, có tem vàng đầy đủ hết luôn, mã code nha các anh. Phô carbon xoắn. Cần tay lóng dài nha. Cần tay lóng dài, dài 3m6. Cây này ngọn nó sẽ là 1.1 ly, độ cứng 4-5H ạ. Cứng 4-5H, thích hợp canh đảm bảo lực nha. Để mời canh xem ngọn to nè. Phô carbon xoắn từ lóng ngọn luôn. Xoắn từ lóng ngọn. Cái này là hàng công ty nha các anh, hàng công ty sản xuất tại Hàn Quốc nè. Phô tốt nha, phô tốt, cứng cáp chắc chắn, ra thẳng tóc không hề võng một tí nào hết nha các anh. Cứng cây này là cứng 5H, độ cứng 5H, ra rất là thẳng luôn, độ nảy cao. Phô carbon xoắn, nó sẽ xoắn ít lóng góc bên ngoài, còn lóng bên trong thì nó sẽ xoắn thường nè. Hàng chưa qua sử dụng cho nên là còn rất là mới nha các anh, còn rất là mới. Như trên video em báo như nào thì em sẽ ship hàng cho các anh như vậy nha. Nào các anh nhận hàng á, mình kiểm tra hàng giúp em. Còn muốn xem chi tiết hơn, video ra cần hoặc là chi tiết cần thì các bạn Zalo với em nha các anh. Cái này 36 nha. Ngọn 1.1 ly và trọng lượng của cần sẽ là 99g. Mã số 0 nha, mã số 0. Cái này có giá là 650.000. Mã cần số 0 giá 650.000 ạ. Cần tay Hirabuna, chiều dài 36. Và tiếp theo mã số 1 sẽ là một cây cần lưu máy ngang. Cần lưu máy ngang nha các anh. Chiều dài cây này là 2m4 ạ. Chiều dài 2m4 nha các anh. Và độ cứng M. Các anh lưu cá lóc, cá chẽm đều được này. Bát xa bát máy ngang. Nhận bát vặn như này. Đấy, bát máy ngang nha. Phôi carbon xoắn nè. Một bên xoắn caro, còn một bên xoắn thường. Một bên xoắn caro, một bên xoắn thường nha các anh. Có logo đầy đủ luôn. Và ngọn của cần sẽ là 2.1 ly. Ngọn 2.1 ly ạ. Đây mời các xem. Ngọn 2.1 ly. Ngọn cần 2.1 ly và trọng lượng sẽ là 135g ạ. 135g nha các anh. Mã cần số 1, cây này có giá là 350.000 nha. Em đang sale từ 420.000 còn 350.000 nha các anh. Mã số 1 giá cần lưu này là 350.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ là một cây cần câu rít nha các anh. Cần câu rít cắm gốc. Cây này các anh câu rít hoặc là mình câu bè đều được nè. Độ nảy cần tốt nha, ngọn đặc thép cực kỳ dẻo dai luôn, chịu lực rất là tốt ạ. Ngọn của nó đặc thép nha các anh. Chiều dài cần sẽ là 1m7 và phôi là carbon nha, phôi carbon không phải phôi phíp. Phôi còn carbon nè, bót là dạng bót vặn. Tay cầm mút ạ. Tay cầm mút cứng và khoen sẽ là khoen hai chân, dàn khoen hãng nha các anh. Khoen còn là khoen hai chân. Cái này độ tải mồi của nó sẽ từ 10 cho đến 80g nha. Còn câu zip 1m7. Tải mồi từ 10 đến 80g. Và ngọn sẽ là 1.5 ly, trọng lượng cần là 150g. Mã cần số 2, cây này sẽ có giá là 550.000 và miễn phí ship nha các anh. Mã số 2, giá cần 550.000, miễn phí ship ạ. Và tiếp theo mã số 3 là một cây cần 2 khúc câu bạo lực này. Cần 2 khúc đánh bạo lực nha các anh, 2m1 độ cứng 120. 2m1 cứng 120 ạ. Khoen của nó đây, được mài tròn nha các anh. Được mài tròn. Và ngọn to, ngọn 3 ly. Phôi carbon. Các anh xem lòng phôi này, màu đen nha, phôi carbon cực kỳ dày luôn, độ cứng 120, các anh câu bạo lực đánh biển đều được hết này. Và tải dây bê của nó là dây 4 đến dây 8 ạ. Tải mồi sẽ từ 200 cho đến 800g. Tải mồi khá là cao nha các anh. Bắt hãng, bắt vặn cực kỳ mượt mà luôn.
tay cầm Samut cứng. Độ mới 95%, ngọn 3 ly trọng lượng 272g, mã cần số 3 giá 450.000. Mã cần số 3 giá cái này 450.000. Và tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây cần câu dít cắm gốc nha các anh. Cần câu dít cắm gốc, cây này có chiều dài là 2m1 ạ, full carbon xoắn ít nha. Carbon xoắn ít. Này mà các anh xem. Đấy. Dây B thì từ dây 3 đến dây 5 này, còn tải mồ của nó từ 100 cho đến 300g. Full carbon xoắn ít ạ. Cây này độ cứng cao nha các anh, thích hợp câu dít biển nha. Cây này là chuyên dít biển luôn, chuyên dít biển cho mình. Đấy, hoặc là các anh ở dưới miền Tây thì mình hay câu cá tra, cá chim ở sông hồ á, thì cây này cũng thoải mái luôn. Thoải mái, câu thoải mái nha các anh. Độ độ tải lực kéo rất là mạnh nha. Bát Fuji chữ vàng, bát vàng. Khoen sao? Khoen Fuji nè, khoen bát Fuji luôn. Và ngọn cần là 2.5 ly, trọng lượng cần là 272g ạ. 272g, cần câu dít, máy đứng. Mã số 4, giá cái này 650.000. Mã số 4 và giá cần là 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Mã số 5 sẽ một cây cần 2 khúc. Một cây cần 2 khúc nha các. Cây này chiều dài là 2m3, cứng 50 nha. Chiều dài cần 2m3 và độ cứng 50. Cây này là hàng dây trong lên khuyên nha các. Cần dây trong lên khuyên, dài 2m3 nè, độ cứng 50. Cần của hãng Daiwa, dòng Daiwa Holder Lock nha. Có khoen để mà canh buộc dây bảo hiểm vào. Và bát là bát vặn. Bát vặn ạ. Dây trong lên khoen. Cái này các anh câu sông nha, câu sông hồ hoặc là mình đánh ngâm lăng xê, săn cá tra cũng khá là khỏe. Tra chim 2m3 cứng 50. Và ngọn cần sẽ là 2.4 nha các, trọng lượng 330g ạ. Mã cần số 5. Mã số 5 và cái này có giá là 600.000 nha. Mã số 5 giá cần 600.000 ạ. Cần 2 khúc. Và tiếp theo mã số 6 ra một cây cần 3 khúc nha các. Cần 3 khúc chiều dài 3m6, độ cứng 30. Cây này là của hãng Suzumi nha. Toàn bộ là dây trong lên khuyên hết. Khuyên của nó sao? Khuyên Fuji nè. Khuyên Fuji loại sứ đen. Và quấn chỉ. Anh nào lấy thì em sẽ quay keo sau nha. Sẽ quay keo chắc chắn cho các anh ạ. Đã quấn chỉ nè. Dây trong lên khuyên. Dài 3m6, độ cứng 30. Cứng 30 nha các. Và ngọn cần. Ngọn cần sẽ là 1.6 ly. Đây này ngọn 1.6 ly ạ. Còn 3 khúc Suzumi nè. Và bát sẽ là dạng bát hãng, bát vặn. Bát vặn như này. Phôi carbon. Phôi cần là carbon Suzumi. Ngọn 1.6 ly. Và trọng lượng của cây này sẽ là 428g. 428g nha các. Mã cần số 6 nha. Mã số 6 và cây này có giá 600.000. Mã số 6 giá cần 600.000 ạ. Và tiếp theo mã số 7. Và tiếp theo mã số 7 ạ. Mã số 7 một cây 3 khúc nha các. Cây này cũng là Suzumi này, Suzumi dây trong lên khoen nha. Chiều dài cần sẽ là 3m3 và độ cứng 30 ạ. Độ cứng của cần là 30. Đây mời các xem ngọn của nó, 1.9 ly nha, ngọn 1.9 ly. Đã quấn chỉ nè và quay keo cực kỳ chắc chắn luôn nha các. Khoen đây, Fuji loại sứ đen. Khoen chân cao nha các, Fuji sứ đen này, ngọn 1.9 ly và trọng lượng sẽ 288g. Ngoại hình nước sơn thì em thấy cũng còn được 85-90% này, nó không có xước sâu nha các, không xước sâu, không ảnh hưởng phôi lóng bên trong. Có tem vàng đầy đủ. Bát đây, bát hãng, bát vặn. Và mã số cần mã số 7, cây này có giá 600.000 nha. Mã cần số 7 giá 600.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 cũng là một cây 3 khúc đây. 3 khúc, cây này thì dài hơn, 39 ạ. 39 cần của hãng Alpha Tacker. Alpha Tacker nha các. Đã quấn chỉ này. Chưa đi keo nha, anh nào chốt đơn thì em sẽ đi keo. Đi keo chắc chắn cho các anh ạ. Chiều dài cần 39. Và ngọn của cây này sẽ là 2.2 ly. Ngọn 2.2 ly ạ. Khuyên Fuji loại sứ đen và bát cũng là bát Fuji luôn, bát Fuji chữ vàng nha các. Khuyên bát Fuji hết cho các nè. Và cây này có trọng lượng là 465g. 465g ở dưới này nó xoắn vảy cái nha các. Xoắn vảy cái dưới này và ở phần ráp vào á thì nó sẽ làm nhám như này nha. Khi mà các anh ráp vào mình cầm mình rút ra, rút các lóng này ra á, nó sẽ không có bị quá rít này. Làm nhám nha, làm nhám để canh rút ra dễ hơn. Alpha Tacker của Hàn Quốc xuất Nhật ạ.
Và mã con số 8, cái này sẽ có giá là 650.000. Mã số 8 giá còn 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 9, một cây cần Fly 4 khúc. Cần Fly 4 khúc nha các, siêu nhẹ luôn. Dòng này thích hợp câu suối, rất nhẹ, trọng lượng chỉ có 56g thôi. Và ngọn cần là ngọn 1 ly. Ngọn 1 ly trọng lượng 56g ạ. Dòng Evening Cutter này có tem vàng đầy đủ. Chiều dài sẽ là 2m28 nha các, 2m28 và độ cứng nó tầm thăng 3 đến thăng 4. Độ cứng thăng 3 thăng 4 ạ. Bát đây là bát zin của cần Fly luôn nha các. Bát zin của cần Fly nó sẽ như này. Hôm trước thì em cũng có về được một cây 4 khúc y chang như này luôn, thông số cũng như này luôn nha. Đấy. Thì em đã chốt cái đó rồi và hôm nay tiếp tục về một cây giống tương tự như vậy này. Phôi carbon xoắn toàn thân, xoắn cả 4 khúc luôn ạ. Ngọn 1 ly trọng lượng chỉ có 56g, rất thích hợp để canh câu suối. Fly thì khoen của nó sẽ như này nhé, là khoen zin, khoen zin của Fly ạ. Và mã cần số 9, cái này có giá 550.000, mã số 9. Giá cần là 550.000 ạ. Và tiếp theo mã 10, mã 10 thì em sẽ qua ISO nha các anh. ISO khoen nhỏ, các anh có thể câu đơn này, gền, cầu cản hoặc là mình hạ cần tay nha. Hạ cần tay câu đơn câu đài. Chiều dài cần là 3m, chiều dài cần là 4m5 và cây này có độ cứng 3 ạ, Bass Fuji FS6. 4m5 nha các anh, 4m5 cứng 3, cây này nếu hạ cần tay nó cũng tầm 4h này, độ cứng cao. Ba khoen chạy tất cả. Ngọn sơ 1.6 ly và khoen của cần, khoen Fuji loại sứ xám. Fuji sứ xám ạ. Chi tiết hơn á các anh các bạn Zalo với em nha, số điện thoại em có ghi ở trên góc màn hình là 0933111365 ạ. Làm hóa ra xem. Có xước xác ở lông góc một tí nha. Cái hàng này đã qua sử dụng rồi, nó không tránh khỏi đâu ạ. Nào, quan trọng là không dập không gãy. Các anh nhận hàng á, mình được kiểm tra hàng nha. Cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Chiều dài 4m5, độ cứng 3. Và ngọn cần sẽ là 1 ly 6, trọng lượng 195g. Mã số 10 nha các anh. Cái này có mã số 10. Giá cần là 550.000, mã số 10 giá 550.000, phôi carbon ạ. Phôi carbon nha. Lô cần hôm nay em lên thì cũng toàn bộ là carbon hết, không có phíp nha các anh. Tiếp theo mã 11, một cây ISO khoen nhỏ. ISO khoen nhỏ của hãng Daiwa, dòng cross carbon này. Daiwa hàng Korea xuất Nhật. Chiều dài của cái này là 3m3 và độ cứng 1.5 ạ. 3m3 cứng 1.5, có hạ đọt 10cm nha các anh, nó còn khoảng tầm là 3m2. Thích hợp câu đơn, câu bè này. Cái này ngọn nhỏ, dịu à, canh câu bè nó cũng cảm giác nha. Phôi xoắn ít. Khoen sao? Khoen Fuji loại sứ xám. Và bát là Fuji luôn, Fuji FS6 dạng bát gập. Fuji FS6 bát gập ạ. Có nắp chụp nha các, nắp chụp đẹp nè. Túi vải đi kèm đầy đủ hết. Cái này còn đẹp nha, ISO. Hàng đẹp này lâu lâu về 1-2 cây nè, không có nhiều nha các. Năm khuyên chạy tất cả. Năm khuyên chạy tất cả và nó sẽ xoắn ít từ lóng thứ hai. Carbon xoắn ít từ lóng thứ hai. Tổng cộng có tất cả là 4 lóng ạ. Tổng cộng 4 lóng nha các. Độ mới thì em thấy còn được 85%. 85% ạ. Cần độ này tốt nè. Nếu hạ cần tay thì cái này tầm 4h. Hạ cần tay 4h ạ. Cứng 1.5. Ngọn cần 1 ly 2, trọng lượng 120g. Và mã số 11 giá 950.000. Mã cần 11 giá 950.000 ạ. Chiều dài 3m3. Có túi và nắp chụp đi kèm. Tiếp theo mã số 12, một cái ISO đẹp nha các. ISO của hãng Shimano này. Shimano. Chiều dài cái này là 5m3 và còn có độ cứng là 2. Hàng China xuất Nhật. Mã code, tem vàng đầy đủ. Bass Fuji NX6 bắt gặp. Bass Fuji nha các, NX6 bắt gặp này. ISO khoen bé nha, ISO khoen bé. Ngọn cần là 1.2 ly và cái này sẽ có tổng cộng là 4 khuyên chạy. 4 khuyên chạy. Phô nó xoắn từ lóng ngọn luôn nha các, xoắn tất cả các lóng luôn. Xoắn nổi từ lóng ngọn. Em thấy màu nước sơn bên trong cũng đẹp nè, 85-90%. Nó xây xước ở mỗi lóng ngoài vì hàng vận chuyển về. Còn các lóng bên trong này thì thấy còn đẹp ạ. Nước sơn mới nè, không mấy xây xước. Có xước ở lóng gốc nha các, có xước lóng gốc dạng xước hàng cát ạ.
bị xước hai cái gầu lóng gốc, nhưng mà phôi không dập nha, các lóng mà đều không dập hết. Và cây này cần ra thẳng không vỏng mọc, độ nảy tốt nè. Nếu canh hạ cần tay thì nó tầm 4 hắc luôn. Ngọn 1 ly 2, trọng lượng 230g, mã 12, giá cần là 900.000. Mã 12 giá 900 ạ. 5m3, độ cứng 2 nha. Và tiếp theo mã 13. Mã 13 xả một cây cần ISO Daiwa dòng Liberty ạ. Liberty ISO. Chiều dài cần 5m3, độ cứng 2, hàng China xuất Nhật, có mã code tem vàng. Daiwa Liberty nha các. Xuất Nhật thì sẽ theo quy chuẩn của Nhật hết, sản xuất theo quy chuẩn Nhật nên là các anh cứ yên tâm về chất lượng cần nha. Chính hãng Daiwa Bass Fuji FS6. Ngọn cây này là 1.3 ly. Ngọn 1.3 ly, cần có tổng cộng là 3 khuyên chạy ạ. Các anh xem các lóng bên trong này, cái màu nước sơn nó mới ken luôn, 90-95% luôn này, 90-95%. Màu bạc nha, cực kỳ sáng luôn. Các lóng luôn này, phô carbon xoắn, xoắn nổi ạ. Nó xước li ti như này nha các bạn, xước li ti như này thôi chứ nó không có xước sâu. Và chữ là xước mỗi lóng gốc, còn các lóng ở trên thì em thấy 90-95% nha. Lóng này thì bị xước hai cát nè. Độ cứng 2 ạ. Cứng 2, cây này nếu hạ cần tay thì độ cứng của cần sẽ tầm 3.5-4H. Ngọn 1 ly 3, trọng lượng 225g, mã cần số 13 và giá cái này 700.000. Mã cần 13 giá 700.000 ạ. Cần ISO khuyên bé. Và tiếp theo mã số 14. 14 một cây cần ISO Daiwa luôn ạ. ISO Daiwa. Chiều dài 5m3, độ cứng 3, hàng nội địa Nhật nha các, made in Japan. Có mã code này. Mã code và tem vàng. Cần ISO hàng nội địa Nhật, độ cứng 3, độ cứng cao này và bass là bass Fuji, bass vàng. Bát cũng là bát Fuji nha các, bát Fuji. Cần ISO Daiwa nội địa Nhật, phôi carbon xoắn nít ạ. Có đi kèm nắp chụp nha, nắp chụp đầy đủ. Cái này nếu canh hạ tay á, độ cứng nó cũng cao này, 4.5-5H nếu hạ tay. Và ngọn cần là 1.5 ly. Ngọn 1.5 ly, tổng cộng hết là 4 khuyên chạy ạ. Phôi lóng là đều là nguyên zin của Daiwa hết nha các, nguyên zin Daiwa nè. Chiều dài 5m3, độ cứng 3. Và 5m3 thì cần sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 5 lóng, nó sẽ xoắn ít lóng này và lóng gốc bên ngoài nha. Xoắn ít 2 lóng ạ. Ra cần thẳng tóc luôn. Hạ cần tay 4.5-5H nha các. Hạ cần tay độ cứng cao, các anh câu đơn câu đài được nè. Đánh săn hàng, cây này cũng khá ok. Ngọn to, ngọn 1 ly 5. Và trọng lượng của cần sẽ 280g. 280g, mã số 14, giá cần 1.350.000. Mã số 14 giá 1.350.000 nha các. Made in Japan, hàng nội địa Nhật này. Cái này độ cứng rất là cao. Câu ISO hoặc là hạ cần tay đánh đơn đài đều hiệu quả nha các. Và tiếp theo mã 15. 15, một cây ISO NFT. Chiều dài 3m6, độ cứng 30. Hôm trước cách đây 2-3 hôm thì em có về một cây 3m này, cứng 30, thì cũng đã có một bà anh khách ở Hải Dương chốt rồi. Và hôm nay tiếp tục về được một cây 3m6 nha các. 3m6 cứng 30, ISO NFT Ola Plus này. Dòng này hiếm nha các. Dòng này hiếm, không có nhiều. 4 lóng tất cả nha. Dạ 3m6. Độ cứng cao, các anh câu đơn, câu ngâm đều được. Và bass là bass Fuji, dạng bass vặn. Bass Fuji, bass vặn. Tay cầm ở đây nó sẽ được làm nhám nha. Được làm nhám nha các. Cần thì em thấy cũng còn tương đối, còn được 85%, nó có xước sát li ti ở đây nha. Chi tiết hơn thì các anh vui lòng mà các bạn Zalo với em ạ. Có nắp chụp, túi đi kèm, túi là túi nhung luôn. Có nắp chụp và túi đi kèm. Ngọn cần sẽ là 2.2 ly ạ. Ngọn 2.2 ly. Cái này thì khoen đây, mời các xem. Khoen là Fuji, loại xứ xám. Còn đầu bu là đầu bu xích chống xoắn nha. Đầu bu xích chống xoắn. Phôi ở lóng ngọn sẽ là phôi xoắn vân nè, carbon xoắn vân. Cái này thì cũng có hạ đọt nha các, hạ 4cm. Hạ 4cm thì nó còn 3m55 nha, 3m55-56. Hạ 4-5cm. Khi hàng về tình trạng như này quá em sẽ báo như vậy nha. Có định vị khoen nè, có định vị, à có định vị lóng, có định vị lóng cho các ạ. Có định vị lóng nha, nó sẽ xoắn vân ở lóng ngọn như này.
ngọn 2.2 ly, trọng lượng cần là 242 g, hạ 5C nha canh, còn 3m55, 242 g, và mã cần số 15, giá cây này là 2.200.000, mã 15 nha, giá 2.200.000 ạ. Có túi và nắp chụp đầy đủ. Tiếp theo mã 16. 16 sau một cây xô khoen lớn ạ. Cây này canh có thể câu lưu được dạng cần lưu rút nha. Dạng cần lưu rút, chiều dài 3m3, 3 lóng tất cả. Độ cứng M, tải mồi sẽ từ 7 cho đến 21g. Bắt hãng nè, bắt vặn, tay cầm cán mút. Và ngọn cần sẽ là 2.2 ly, trọng lượng 242g ạ. Trọng lượng 242g. 3 lóng, 3 khoen chạy nha canh. 3 lóng, 3 khoen chạy tất cả. Khoen của nó là khoen hãng nha. Khoen hãng. Nhưng mà sứ vẫn còn rất là đẹp. Sứ còn đẹp ạ. Độ mới sứ cũng được 90% nha canh. Không có reset gì hết này. Khoen đẹp. Phôi lóng thì còn tốt, không dập, không gãy. Cái này cứng M nha. Cứng M. Canh lùa cái lóc, cái chẽm đều được hết. Cứng M, tải mô của nó mát được 21g. Và mã số cần 16. Cây này có giá 650.000. Mã cần 16 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 17. Tiếp theo mã số 17 ra một cây cần lục nha canh. Cần câu lục, chiều dài 3m9. Bát Fuji FS7. Cần câu lục 3m9 nha. Canh đánh đầu cần này, đánh bồng bềnh, hoặc là ngâm lăn xê, câu bạc bãi biển đều được hết. Màu nước sơn xanh rêu này. Xanh rêu này nha canh. Xanh rêu. Độ mới thì còn được 85% ạ. 39, 4 lóng, một khoen gập nha. Một khoen gập. Khoen toàn bộ dàn khoen là Fuji loại sứ xám hết. Và cây này độ cứng DX nha các. Cứng tầm 27. Độ cứng DX. Ngọn 2 ly 3, trọng lượng 344g. Mã cần số 18. À, mã số 17. Mã cần 17 giá 850.000. Mã cần 17 giá 850.000 ạ. Còn câu lục 39. Và tiếp theo mã 18. 18 sau một cây cần câu lục của hãng Anfatecker, hàng Korea xuất Nhật ạ. 4m5 nha các. 4m5, độ cứng DX, độ cứng 27. Và cần có tổng cộng là 5 lóng. Made in Korea. Anfatecker. Dòng Profighter Made in Sub nè. Bát nguyên zin luôn, bát cao nha các. Bát nguyên zin chưa hạ. Fuji FS7, bát gọc. Cần sẽ có một khuyên chạy và ngọn nó 2 ly 6 ạ. Ngọn 2.6 ly. Khuyên cái là khuyên gập nha các. Toàn bộ dàn khuyên là Fuji loại sứ xám hết. Và thường 4m5 á, thì 5 lóng. 5 lóng, 2 khuyên chạy. Mời các anh xem phôi lóng nè. Độ cứng chuẩn DX nha. Chuẩn 27. Đây có một vết xước. Xước nha các, chứ không phải dập nha. Xước. Không nứt, không dập. Độ cứng chuẩn 27 ạ. Và ngọn cần 2 ly 6, trọng lượng 464g. Và cây này có mã số 18, giá 1.250. Mã cần 18, giá 1.250.000 ạ. Cần câu lục 4m5. Cứng DX nha. Độ cứng DX mã 18, giá 1.250. Và tiếp theo mã 19. 19 là một cây cần cần lục của Daiwa nha các. Cần lục Daiwa dòng Prim Sub T đỏ nha. 4m25, độ cứng 30, tương đương tầm xế đó. Và bản này là của China xuất Nhật. Có mã code này và tên vàng. Xuất Nhật theo quy chuẩn, sản xuất theo quy chuẩn của Nhật. Các anh cứ yên tâm về chất lượng nha. Bát cao nguyên zin chưa hạ bát Fuji, tên lấy lợi F7 nha các. Bát gập nha, bát màu đen này. Nguyên zin chưa hạ. Và ngọn của cái này là 2 ly 5. Ngọn cần 2.5 ly. Có định vị khoen ạ. Có định vị khoen. Khoen Fuji loại sứ xám. Khoen Fuji sứ xám 4m25, cứng xế đó. Khoen cá sang một khoen gập này, 4 lóng tất cả nha các. 4 lóng, độ cứng chuẩn xế nha. Độ cứng 30. Ngọn 2 ly 5, trọng lượng 445g. Và mã số cần mã 19. Cái này có giá 2.150.000. Mã cần 19 ạ. Giá 2.150.000. Và tiếp theo là mã số 20. 20 nha các. Một cây cần lục của hãng Shimano, dòng sức cáp, chiều dài 4m5, cứng xế nha các. Cứng xế luôn, có mã cốt thêm về, đầy đủ hết. Cái này thì em thấy khô lóng còn đẹp nè, cũng còn được 85-90%. Bát Fuji nha các. Stainless LF7, dạng bát gập. Có nắp chụp Fuji đi kèm nè.
có nắp chụp hết nha các. Khi mà em xếp hàng á đều có nắp chụp Fuji đi kèm hết cho các nọ để mình bảo vệ khoen này. Ngọn của cây này là 2.1 ly. 2.1 ly phôi nó xoắn gân rất là đẹp luôn ạ. Đây mọi người xem cái gân xoắn nè. Xoắn gân ít có định vị khoen đầy đủ. Định vị khoen và nó xoắn tất cả các lóng luôn. Từ lóng ngọn cho đến lóng gốc bên ngoài nha. Xoắn tất cả các lóng. 4m5 thì còn sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 5 lóng nha các. Một khoen khoen Fuji loại xứ xám nè, một khoen gập. Một khoen gập. Và các lóng bên trong á độ mới 90% luôn, em thấy hầu như không xây xước mấy. Các lóng bên trong nó còn đẹp ạ. Cứng chuẩn xế nha, ngọn 2 ly mốt, trọng lượng 429g, mã cần số 20. Mã 20 và cây này sẽ có giá là 2.250.000. Mã cần 20 giá 2.250.000 ạ. 4m5 cứng xế. Và tiếp theo thì em sẽ lên máy ạ. Tiếp theo lên máy nha các. Đầu tiên là một con máy đa quay dòng Tonamon. Tonamon S4000 nha. 4000 là tên máy thôi, còn size thực máy tầm 5000. Ngâm lăn xê canh câu lục nè, câu biển đều rất là hiệu quả nha. Dòng Tonamon này thì cốt của nó to. Cốt to nha các. Thông số dây bi dây số 3 vào 250m, dây 4 vào được 180 nè. Còn thông số cước thì cước 4 sẽ vào được tầm 250, còn cước 5 vào 200 ạ. Cối sóng nha các. Hôm nay thì không tiếng gửi gà nha. Gà cước vẫn còn rất là chắc chắn nè, còn rất là nhạy luôn. Và đi kèm máy có một tí dây dù bi. Dây dù bi đang cước sáng đẹp ạ. Hàng nội địa Nhật, made in Japan. Chốt chặn một chiều. Là hai chiều ạ. Đây qua Tonamon nha các. Tonamon. Tay quay có thể đổi chiều được hai bên này. Hàng nội địa Nhật. Hãy tin carbon ạ. Thân carbon, cối và tay quay sẽ là kim loại, cực kỳ chắc chắn luôn. Tay quay nguyên zin của Daiwa. Và mã cần số, mã máy số 1, mã máy số 1 giá 1.450.000. Máy mã số 1 nha các, giá 1.450.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ một con máy Twin nha các. Shimano Twin Power dòng SW4000XG nha. Dòng này thì nó kháng mặn rất là tốt này. Canh đánh biển á, câu biển kháng mặn cực kỳ tốt luôn. Tình trạng thì có mất lẫy đổi hai chiều nha các. Nhưng mà vì mình câu ít khi dùng đến lẫy hai chiều. Cái canh gạt cước lên, xả cước này và xoay thu cước về thôi, không cần dùng đến lẫy hai chiều nhiều. Dòng Towin này của nội địa Nhật luôn nha các, made in Japan và đời của nó là 2014 nha. 2014. Gạt cước nhạy chắc chắn, còn năng đây. Vẫn còn hoạt động tốt luôn nha. Mọi chức năng êm mượt hết. Size chuẩn Shimano size 4000 và cước số 3.5 vào 170, cước 450. Thông số dây BE, dây 1.5 thì vào 320, dây 2 vào 270m. Cối kim loại nha các. Cối sóng. Chính hãng Shimano. Dầu MSW có kháng mặn nha. SW đều có kháng mặn hết. Dừng rất là mượt mà. Nó chỉ bị mất lẫy hai chiều và xước xát thôi, chứ máy quay thì còn tốt nha các. Không sao không lắc một tí nào hết. Và có nút châm dầu trực tiếp nè. Các anh muốn bảo dưỡng máy á, muốn châm dầu thì mình tháo nút ra thôi, rất là tiện. Nút châm dầu Towin nha các, 4000. Và mã máy số 2, con này có giá là 3.600.000 ạ. Máy mã số 2 nha, giá 3.600. Giá theo tình trạng máy ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên lưỡi câu nha các. Lưỡi câu đầu tiên thì có lưỡi size số 12 nè, lưỡi săn hàng của Gama. Lưỡi size số 12, Gama Katsu. Lưỡi câu săn hàng đoạn lưỡi gold nha các. Lưỡi gold, và đây em sẽ để trên vỏ ô ly này để các anh xem kích thước. Cái chiều dài của nó đây ạ. Chiều dài thì được 2 ô ly nha các, còn chiều rộng thì trong 1 ô ly. Và lưỡi có ngạnh nha, lưỡi có ngạnh. Lưỡi câu săn hàng size số 12 của Gama, bản lưỡi gold ạ. Và một vỉ như này bên trong sẽ có tổng cộng là 11 lưỡi. 11 lưỡi bên trong. Và mã số 1 nè, mã số 1 ở đây có tổng cộng là 5 vỉ nha. 5 vỉ giá 2, giá là 125.000. 5 vỉ giá 125.000, mã số 1 nha các. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 sẽ là lưỡi câu size 15 nha. Size 15 cũng là lưỡi câu săn hàng luôn. Lưỡi câu săn hàng của Gama. Một vỉ như này bên trong nó có 10 lưỡi nha các.
một vỉ 10 lưỡi. Thì nó cũng chênh lệch nhau tầm 3 số thôi, 12 và 15 này, đều là lưỡi săn hàng hết. Và bên này thì em có tổng cộng 9 vỉ nha các anh, 9 vỉ giá 225.000. 9 vỉ nha, mã số 2 giá 225.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3 sẽ là mẫu lưỡi câu câu giết nha các anh. Lưỡi câu giết nè, hoặc là các anh câu tôm, cái nhỏ đều được hết, dùng lưỡi này ok nè. Lưỡi trơn không ngạnh. Loại lưỡi trơn không ngạnh của Gama luôn nha các anh, hàng nội địa Nhật, made in Japan nè. Một vỉ như này á thì bên trong sẽ có 20 lưỡi. Một vỉ được 20 lưỡi bên trong. Vỉ 20 lưỡi nha các anh. Câu giết hoặc là tôm cá nhỏ đều được hết ạ. Và cái phong lưỡi này là lưỡi trơn toàn thân luôn, nó sẽ không có ngạnh. Nhìn mà các anh xem ạ. Nó trơn toàn thân nha, lưỡi không ngạnh. Một kích thước của lưỡi đây ạ. Rộng của nó là được 1 ô ly rưỡi nha các anh, còn chiều dài là 1 ô ly. Chiều dài 1 ô ly, cái phong lưỡi của nó sẽ như này. Trơn toàn thân nha, không ngạnh và nó móc vào trong là rất là khó xảy kế này. Cực kỳ bén luôn. Lưỡi rất là bén. Và một vỉ như này á sẽ có 20 lưỡi nha các anh. Một vỉ 20 lưỡi và em bán theo shop 3 vỉ. 3 vỉ là 100.000. Mã số 3 nha, 3 vỉ giá 100.000 ạ. Mã số 3. Nó sẽ gói trong giấy như này. Gama nha các anh, chính hãng, hàng nội địa Nhật. Gama Katsu. Và tiếp theo. Tiếp theo thì em có vài cái nón để đi câu cá này. Đây, nón câu cá nha các anh. Cái nón đầu tiên. Thì em sẽ quay cho các anh xem cái form form nón nha. Nó có dây để mà mình điều chỉnh kích thước này. Cái này thì hôm nay em còn 4 cái nón thôi, về được 4 cái thôi. Đồng giá 99.000 hết nha các anh. Mã số 1 giá 99.000. Và tiếp theo mã số 2 nè. Mã số 2. Như cái này là hàng China xuất sang Nhật nha các anh. 100% của con. Hàng China xuất sang Nhật. Nón mã số 2. Nón này giá 99.000 luôn. Giá 99.000 mã số 2. Và tiếp theo mã số 3 nè. Mã số 3. Cái này đẹp nha. Em thấy cá tính mạnh mẽ nè. Có tem mát đầy đủ hết nha các anh. Tem mát đầy đủ. Chất liệu kaki. Dày dặn chắc chắn. Mã số 3 giá 99.000 ạ. Và tiếp theo cái số 4, cái cuối cùng nha. Cái cuối cùng thì em thấy cái loại vải này nó mát, nó thoáng khí nha các anh. Rất là mát, nó mềm ấy, mềm mịn. Mã số 4 ạ. Mã số 4 giá 99.000. Mã số 4 giá 99.000 ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất ạ. Chào tạm biệt các anh.